Kính chào quý khán giả và các đồng chí. Mời quý khán giả và các đồng chí cùng theo dõi chuyên mục Quốc phòng toàn dân. Chương trình hôm nay có những nội dung chính: kiểm tra công tác huấn luyện cán bộ dự bị động viên, tự vệ trực thuộc tỉnh; lễ ra mắt Ban chỉ huy quân sự và lực lượng tự vệ Sở Nội vụ tỉnh; Đảng bộ quân sự tỉnh chỉ đạo hội thi bí thư chi bộ giỏi năm 2022. Sau đây là nội dung chi tiết. Tại cơ sở 1 Trung đoàn 750, Đại tá Nguyễn Đình Huỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đến kiểm tra công tác huấn luyện cán bộ dự bị động viên đợt 2 năm 2022 và tự vệ cơ quan tổ chức trực thuộc tỉnh. Phát biểu tại buổi kiểm tra, Đại tá Nguyễn Đình Huỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã ghi nhận và biểu dương các lực lượng tham gia huấn luyện đã chủ động khắc phục mọi khó khăn, chấp hành nghiêm mệnh lệnh huấn luyện. Đồng thời yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ huấn luyện phải quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, chuẩn bị chu đáo mọi mặt để tiến hành công tác huấn luyện đúng theo kế hoạch, thời gian, bảo đảm chất lượng. Đối với các đồng chí dự bị động viên và tự vệ các cơ quan tham gia huấn luyện phải xác định rõ vai trò trách nhiệm, tích cực học tập, rèn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là cần nâng cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng xử lý kịp thời, chính xác mọi tình huống có thể xảy ra ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Vừa qua, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tiến hành kiểm tra nắm tình hình hoạt động công tác đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2022 tại Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố, các cơ quan và đơn vị trực thuộc. Tại các đơn vị, đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra toàn diện các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, trong đó tập trung kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, hệ thống văn kiện, sổ sách, kế hoạch, mẫu biểu công tác đảng, công tác chính trị từ đầu năm 2022 đã triển khai thực hiện đến nay. Qua kiểm tra các cơ quan đơn vị, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ghi nhận tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị các cơ quan đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức hoạt động công tác đảng, công tác chính trị có chất lượng hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh. Trong thời gian tới, để hoạt động công tác đảng, công tác chính trị phát huy tốt vai trò, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đoàn công tác yêu cầu các cơ quan đơn vị tập trung khắc phục ngay những hạn chế, tồn tại đã được chỉ ra. Tiếp tục duy trì nghiêm các chế độ, nề nếp hoạt động công tác đảng, công tác chính trị thực chất, hiệu quả. Đặc biệt, cần nâng cao chất lượng xây dựng và ban hành hệ thống quy chế, nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị tại đơn vị. Thường xuyên duy trì đối thoại dân chủ và củng cố hệ thống văn kiện, sổ sách công tác đảng, công tác chính trị, bảo đảm đầy đủ, chính quy, thống nhất. Sáng ngày 12 tháng 5, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đến động viên thăm hỏi hỗ trợ gia đình bị thiệt hại nặng do mưa lũ tại thôn Kim Vân, xã Kim Hỷ, huyện Nari. Do bị ảnh hưởng bởi đợt mưa kéo dài, vào rạng sáng ngày 12 tháng 5, tại thôn Kim Vân, xã Kim Hỷ, huyện Nari đã xảy ra trận lũ quét, cuốn trôi một ngôi nhà và khiến một cháu bé 5 tuổi tử vong. Sau khi nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã nhanh chóng chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nari triển khai các phương án cứu hộ, cứu nạn, điều động lực lượng dân quân tại chỗ, hỗ trợ gia đình tham gia tìm kiếm cứu nạn. Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã kịp thời có mặt tại hiện trường và ân cần thăm hỏi động viên gia đình bị nạn. Thưa ủy quyền của Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã trao tặng gia đình 6 triệu đồng để sớm ổn định cuộc sống. Vừa qua, Sở Nội vụ Bắc Cạn đã tổ chức lễ ra mắt Ban Chỉ huy Quân sự và lực lượng tự vệ Sở Nội vụ tỉnh Bắc Cạn. Dự buổi lễ có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Giám đốc, công chức, viên chức và người lao động Sở Nội vụ. Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố các quyết định về việc thành lập và bổ nhiệm các chức danh Ban Chỉ huy Quân sự và tiểu đội tự vệ Sở Nội vụ. Theo đó, tiểu đội tự vệ Sở Nội vụ có 9 thành viên. Ban Chỉ huy Quân sự Sở Nội vụ chịu sự quản lý, chỉ đạo, chỉ huy trực tiếp của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Triệu Văn Thập, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, yêu cầu Ban Chỉ huy Quân sự Sở Nội vụ tiếp tục tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về công tác quốc phòng quân sự địa phương, đặc biệt là tuyên truyền luật dân quân tự vệ, làm tốt công tác xây dựng lực lượng tự vệ theo phương châm vững mạnh, rộng khắp, thường xuyên củng cố kiện toàn Ban Chỉ huy Quân sự Sở Nội vụ đủ về số lượng, nâng cao chất lượng, có phẩm chất đạo đức, chuyên môn và quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, chăm lo tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự Sở Nội vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Thưa quý khán giả và các đồng chí, nhằm đánh giá thực chất trình độ tổ chức năng lực lãnh đạo, phương pháp tác phong công tác của đội ngũ bí thư và phó bí thư chi bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đã ban hành chỉ thị kế hoạch về tổ chức thi bí thư chi bộ năm 2022. Thi bí thư chi bộ giỏi năm 2022 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ lực lượng vũ trang tỉnh, ghi nhận của phóng viên chuyên mục. Đảng ủy Quân sự huyện Chợ Đồn là đơn vị được lựa chọn tổ chức hội thi bí thư chi bộ điểm để rút kinh nghiệm trong toàn Đảng bộ lực lượng vũ trang tỉnh. Tham gia hội thi, các thí sinh phải trải qua hai phần thi gồm thi nhận thức, thi thực hành soạn thảo nghị quyết và điều hành hội nghị chi bộ. Qua theo dõi tại hội thi của Đảng bộ Quân sự huyện cho thấy, các thí sinh có sự chuẩn bị chu đáo về nội dung, đề cương đúng quy định. Quá trình thực hiện mỗi phần thi, các thí sinh đã hoàn thành các nội dung với trách nhiệm cao, thể hiện cương vị đảm nhiệm, có liên hệ vận dụng vào thực tiễn tình hình nhiệm vụ của đơn vị. Về nội dung thi thực hành điều hành hội nghị, chi bộ ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng. Hội nghị chi bộ kiểm tra giám sát đảng viên, hội nghị sinh hoạt chuyên đề. Các thí sinh thể hiện tốt về phương pháp tác phong, đúng trình tự, bám sát đề cương, trả lời phần câu hỏi phụ, xử lý tình huống linh hoạt, bám sát nguyên tắc, quy định, điều lệ đảng. Đảng bộ quân sự huyện đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt để hội thi diễn ra đúng kế hoạch, chặt chẽ và bảo đảm an toàn tuyệt đối. Mà để các thí sinh đạt được giải cao trong hội thi, thứ nhất là phải nghiên cứu, nắm chắc được nội dung hướng dẫn và các nội dung cho cuộc thi, đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị các nội dung theo hướng dẫn và kế hoạch của cấp trên. Còn đây là Đảng bộ phòng tham mưu tổ chức thi bí thư chi bộ năm 2022. Tham gia thi có 22 thí sinh là bí thư, phó bí thư của 13 chi bộ trực thuộc. Do có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng nên sau gần một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, ban tổ chức, ban giám khảo và các thí sinh tham gia thi đã hoàn thành tốt nội dung yêu cầu đề ra. Điểm nổi bật của các thí sinh thuộc Đảng bộ phòng tham mưu là phần điều hành hội nghị chi bộ với tác phong, khẩu khí chững chạc, lưu loát, bám sát nguyên tắc, xử lý linh hoạt các tình huống phát sinh trong hội nghị. Thông qua thi thì đã nâng cao trình độ một bước đối với các đồng chí là bí thư, phó bí thư chi bộ. Qua thi thì các đồng chí đã trao đổi, học hỏi kinh nghiệm và trau dồi kiến thức được nhiều hơn. Cũng thông qua thi thì Đảng ủy phần nào đánh giá được năng lực của các đồng chí là bí thư, phó bí thư các chi bộ, từ đó là có kế hoạch đề nghị cơ quan chuyên môn cấp trên là bồi dưỡng nhằm xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh tiêu biểu. Ghi nhận tại hội thi bí thư chi bộ năm 2022 của Đảng bộ phòng kỹ thuật, ở phần thi nhận thức, đa số các thí sinh đều nắm chắc nội dung, trả lời đúng phần tự luận trình bày rõ ý, có phân tích liên hệ vận dụng vào thực tiễn tình hình nhiệm vụ của đơn vị, có nhận thức đúng, thống nhất cao với quan điểm, đường lối của Đảng về tình hình nhiệm vụ cách mạng của đất nước. Phần thực hành, các thí sinh tham gia hội thi đã phát huy tốt khả năng thuyết trình, tổng hợp các ý kiến, điều hành hội nghị chi bộ đúng nguyên tắc, thủ tục, bảo đảm đúng thứ tự, nội dung, vận dụng liên hệ sát thực tế của chi bộ. Đảng bộ phòng hậu cần đã tổ chức thi bí thư chi bộ thành công tốt đẹp. Các thí sinh đã dành nhiều thời gian tâm huyết để chuẩn bị chu đáo và nghiêm túc các nội dung thi. Nhờ đó đã nắm chắc được những kiến thức cơ bản, nhất là xử lý tình huống cụ thể tại các cơ quan đơn vị. Tôi thấy nội dung của cuộc thi rất thiết thực, cụ thể, sát với điều kiện thực tế của đơn vị. Đồng thời, đây cũng là một cơ hội để cho chúng tôi được trau dồi kiến thức, học hỏi, nâng cao trình độ, kinh nghiệm trong quá trình tiến hành công tác xây dựng Đảng. Có thể thấy tại cuộc thi bí thư chi bộ cấp cơ sở năm 2022, cấp ủy chỉ huy các cơ quan đơn vị trong Đảng bộ lực lượng vũ trang tỉnh đã hoàn thành tốt nội dung chương trình, đạt được mục đích yêu cầu đề ra. Qua cuộc thi đã đánh giá đúng năng lực, trình độ của đội ngũ bí thư, phó bí thư chi bộ trực thuộc Đảng ủy. Trên cơ sở kết quả thi, Đảng ủy quân sự tỉnh và cấp ủy chỉ huy các cơ quan đơn vị xác định tiếp tục bồi dưỡng nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác xây dựng Đảng, nhất là đối với cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ. Thường xuyên bồi dưỡng lựa chọn các đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực để kiện toàn vào các cấp ủy. Thông qua tổ chức thi cấp cơ sở, các cơ quan đơn vị đã lựa chọn được các thí sinh tiêu biểu của Đảng bộ mình tham gia thi cấp Đảng bộ quân sự tỉnh vào tháng 6 năm 2022. Chuyên mục Quốc phòng toàn dân đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.